Xin kính chào quý vị. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: cảnh báo sốt virus, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đạt 90%. Huyện Ân Thi, 15 trạm y tế xã thiếu máy vi tính, gây khó khăn trong công tác tiêm chủng. Bí quyết sống thọ của cụ bà 100 tuổi ở thành phố Hưng Yên. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi. Mục Cẩm nang y học là bài thuốc thanh lọc cơ thể, giải độc gan. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, hiệu quả mô hình báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thời tiết mùa xuân, nhiệt độ và độ ẩm liên tục thay đổi nên số bệnh nhân nhập viện liên tục gia tăng, trong đó số bệnh nhi nhập viện do sốt virus tăng khá cao. Hiện nay, không ít bậc cha mẹ cho rằng sốt virus có biểu hiện là phải sốt rất cao. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết vẫn có những trường hợp trẻ sốt virus nhưng chỉ có biểu hiện sốt nhẹ. Do đó, bố mẹ không nên chủ quan mà phải theo dõi trẻ sát sao để không xảy ra biến chứng. Dù đây là căn bệnh có thể tự khỏi, nhưng nếu chủ quan không phát hiện kịp thời, bệnh sẽ nặng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi. Đây là biến chứng nặng thường gặp, có thể bùng phát thành dịch với diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Viêm tiểu phế quản hay gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, đây cũng là biến chứng rất nặng có thể xảy ra với trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Khi virus xâm nhập vào hệ tiêu hóa sẽ khiến trẻ bị tiêu chảy, dẫn đến mất nước và gây ra những hậu quả khôn lường. Viêm thanh quản, khi thanh quản bị sưng phù có thể khiến trẻ bị khó thở, thở rít. Viêm cơ tim gây loạn nhịp tim, ngừng tim. Sau khi hết sốt mà trẻ vẫn mệt, lịm đi, không chơi nghịch, không ăn được thì bố mẹ cần cẩn thận. Đáng ngại nhất là bệnh có thể gây ra những biến chứng ở não, trẻ bị co giật, hôn mê và có thể mang di chứng nặng nề. Nhờ việc tích cực tuyên truyền tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng như khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Mỹ ngày càng tăng. Với quy mô khoảng 100 giường bệnh, trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đón tiếp lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ 300 đến 400 lượt người. Trung tâm hiện đang quản lý 172.000 thẻ bảo hiểm y tế, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Nếu như các năm trước đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt khoảng 60 đến 70%, thì vài năm trở lại đây, nhờ nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, nên tỷ lệ này ngày càng tăng. Tỷ lệ người dân đến khám bảo hiểm y tế cũng tăng lên 90%. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú chuyển lên tuyến trên cũng chỉ dao động khoảng 3 đến 5%. Tham gia bảo hiểm y tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn chia sẻ gánh nặng tài chính, chi phí khám chữa bệnh đối với người dân. Vì vậy, việc tích cực tuyên truyền để tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ tham gia bảo hiểm y tế cao hơn nữa là điều cần thiết. Mặc dù phần mềm đăng ký thông tin tiêm chủng qua mạng đã được triển khai gần 2 năm nay, tuy nhiên, tại huyện Ân Thi, đến nay vẫn còn nhiều trạm y tế chưa được trang bị máy vi tính để phục vụ cho công tác tiêm chủng. Hiện toàn huyện Ân Thi vẫn còn 15 trên 21 trạm y tế xã, thị trấn chưa có máy tính như xã Đặng Lễ, thị trấn Ân Thi, xã Bắc Sơn, xã Bãi Sậy. Việc thiếu máy tính đã gây nhiều khó khăn cho cán bộ y tế tại các trạm trong việc triển khai phần mềm tiêm chủng. Để khắc phục tình trạng này, một số cán bộ trạm buộc phải mang máy tính cá nhân đi làm. Vì vậy, đến thời điểm này, huyện Ân Thi mới có khoảng 60% số trạm y tế xã triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng qua mạng. Phần mềm quản lý tiêm chủng được tỉnh ta triển khai từ tháng 6 năm 2017 đến nay đã mang lại những hiệu quả nhất định. Nó không chỉ giúp các bậc phụ huynh nhớ được lịch tiêm cũng như những mũi tiêm cần thiết của con mình, mà đối với việc quản lý tiêm chủng trên địa bàn tỉnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Cuộc sống lao động vất vả lại sớm quá chồng, một mình nuôi hai người con, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Văn ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên là người sống trường thọ. Năm nay tròn 100 tuổi, cụ Văn vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Năm nay đã bước sang tuổi 100 nhưng cụ Văn vẫn có thể đi lại trò chuyện cùng con cháu. Cụ Văn có hai người con gái, 5 cháu và 5 chắt. Hiện tại cụ sống cùng người con gái lớn ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Con gái thứ hai của cụ đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Thi thoảng cụ Văn vẫn nói chuyện điện thoại cùng con và các cháu trong đó. Điều mà cụ vẫn thường nói với con cháu đó là phải trau dồi nâng cao kiến thức và giữ chữ tín. Cụ Văn đã sống tròn một thế kỷ, nhưng mái tóc vẫn đen, hàm răng gần như vẫn còn nguyên vẹn. Những hôm trời mưa, cụ Văn vẫn thích ăn ngô rang. Thi thoảng, cụ Văn vẫn quét nhà và nhặt rau giúp đỡ con cháu.
Cụ Văn chia sẻ bí quyết sống thọ của cụ là cuộc sống yêu lao động, chế độ ăn nhiều rau xanh và các loại thực phẩm. Điều quan trọng nhất để cụ minh mẫn ở tuổi già đó chính là việc các con, các cháu của cụ sống yêu thương, hòa thuận và hiếu thảo với cha mẹ. Năm nay đã tròn 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Văn Cửu ở thôn Bích Đông, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Dù đã trải qua một trận ốm rất nặng, tưởng không qua khỏi cách đây hơn 10 năm, nhưng nhờ giữ một thái độ sống tích cực và luôn vui vầy với cháu con đã giúp cụ vượt qua bệnh tật tuổi già và sống thọ. Cụ sinh được 9 người con, hiện nay người cao tuổi nhất cũng đã gần 80 tuổi. Hàng ngày cụ vẫn có thể đi lại thăm các con cháu cũng như bạn bè hàng xóm. Tuy cụ bị bệnh huyết áp cao, nhưng do dùng thuốc uống đều đặn theo chỉ định của bác sĩ, nên đã nhiều năm nay sức khỏe của cụ luôn ổn định. Chế độ ăn của cụ hiện nay thường ưu tiên rau củ quả nhiều hơn các loại đạm động vật để dễ tiêu hóa. Và dù tuổi cao, nhưng cụ vẫn duy trì chế độ tập thể dục nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe. Tất cả đã giúp cụ vẫn luôn khỏe ở tuổi tròn 100. Sự nguy hiểm của bệnh sởi chính là những biến chứng do bệnh gây ra. Trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, nhất là khả năng bị những biến chứng nặng nề của bệnh. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Sái Văn Đức, trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối về những biến chứng nguy hiểm này và biết được cách phòng tránh. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin thưa bác sĩ là những cái biến chứng của bệnh sởi nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ? Các cái nhóm biến chứng người ta thường gặp thì nó chia ra làm các cái nhóm biến chứng về hô hấp, về tiêu hóa, về thần kinh. Đó. Thì đặc biệt là hay gặp ở trẻ những cái biến chứng về hô hấp bao gồm có viêm phổi, viêm thanh quản, viêm phế quản. Viêm phổi gặp tỷ lệ khoảng 1/20 trường hợp. Đó. Và những trường hợp viêm phổi thì thường rất là nặng và cũng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong do suy hô hấp. Đấy, còn các cái viêm thanh quản và viêm phế quản thì cũng hay gặp, bệnh nhân ho, khó thở nhiều hơn và khò khè. Đấy là biến chứng về hô hấp. Về đường tiêu hóa thì cũng vậy. Em bé có thể bị tiêu chảy cũng rất là nặng và mất nước, nguy cơ mất nước rất cao. Đó, đấy về tiêu hóa. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể gặp các cái biến chứng khác, ví dụ như là biến chứng về viêm tai giữa. Vì vi khuẩn ở khoang miệng này lên tai rất là nhanh, đó, có thể gây viêm tai giữa. Cũng có cái tỷ lệ gặp khoảng 1/10 trường hợp. Đó. Cái biến chứng khác nguy hiểm nặng nề nữa là biến chứng về suy dinh dưỡng. Từ cái tiêu chảy cũng như từ cái việc mà trẻ bị nôn mửa nhiều, không cung cấp đủ dinh dưỡng thì trẻ rất dễ bị suy dinh dưỡng sau mắc sởi. Cái biến chứng tiếp theo là cái biến chứng về thần kinh. Đây là một biến chứng rất là nặng, thông thường là ví dụ như là cái viêm não do sởi là một biến chứng rất nặng, có tỷ lệ tử vong cao. Và chúng ta cũng gặp khoảng 1/1000 trường hợp trẻ mắc sởi thì có thể có một em bé bị mắc viêm não. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể gặp những cái biến chứng khác như là viêm mũi, viêm xoang hoặc là cái viêm cơ tim, vân vân. Thưa bác sĩ, những cách chăm sóc nào khi mà bệnh nhân đã bị biến chứng bệnh sởi thưa bác sĩ? Nó cũng nằm trong cái cách chăm sóc em bé chung thôi, chăm sóc trẻ mắc sởi chung nói chung. Thì bao gồm là gì, chúng ta phải kịp thời cách ly để điều trị ở một cơ sở y tế hoặc là tại phòng bệnh riêng. Đó. Sau đó là gì, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ và sử dụng kháng sinh khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Ví dụ như viêm phổi do vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh, hoặc tiêu chảy do vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Còn không được tự ý dùng kháng sinh khi không có chỉ định. Đấy là cái chăm sóc. Ngoài ra thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho em bé. Và thông thường là chúng ta phải ăn cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng nhưng mà ở dạng lỏng, dễ tiêu hóa đó. Vậy làm thế nào để phòng tránh ạ? Cái bệnh sởi chúng ta nó là do virus. Tuy nhiên cũng rất may là hiện tại Bộ Y tế cũng như là chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chúng ta đang có cái vaccine phòng sởi đó. Và cái cách phòng tránh tốt nhất chính là phòng chủ động bằng vaccine. Thì chúng ta nên cho trẻ đi tiêm vaccine sởi từ khoảng thời gian từ 9 đến 11 tháng. Và sau đó đến trước khi trẻ đi học thì chúng ta nên tiêm nhắc lại một lần.
đấy là tiêm là phòng chủ động, là phòng bằng vaccine. Còn ngoài ra khi tiếp xúc với trẻ bị mắc sởi rồi thì chúng ta cần một số cái phương pháp thụ động khác, ví dụ như phải đeo khẩu trang, hoặc là lúc ho thì cũng phải che tay khi ho này đấy. Hoặc người chăm sóc trẻ thì phải người chăm sóc trẻ sởi thì phải rửa tay sạch trước khi là chăm sóc trẻ lành khác, rồi luôn luôn vệ sinh thân thể, vệ sinh mũi họng bằng các cái dung dịch sát khuẩn thông thường khác. Đấy là các cái phương pháp phòng tránh đơn giản và cũng rất hiệu quả. Chúng ta cũng nên cách ly trẻ sau khi trẻ đã hết bay ban khoảng tầm 1 tuần để hạn chế cái việc phát tán virus, mặc dù là lúc đó virus, nồng độ virus đã giảm rồi nhưng mà vẫn còn, cho nên là các cái trẻ lành khác vẫn có thể bị lây. Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nghỉ lễ Tết là dịp để chúng ta gặp gỡ người thân bạn bè và sẽ không tránh khỏi việc phải uống rượu bia. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các chất kích thích trong nhiều ngày liền là tác nhân gây tăng men, nóng gan và không đảm bảo chức năng đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Vì vậy, việc thanh lọc cơ thể, giải độc gan là điều cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, Lương Y Lê Văn Đỏ, Hội viên Hội Đông Y huyện Khoái Châu sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những bài thuốc giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tết đến xuân về, mọi người đón xuân vui với chén rượu, chén chè, chúc mừng nhau một năm mới làm ăn phát đạt. Mà trong đó yếu tố rượu, bia rượu là vấn đề gây độc hại cho gan là nhiều nhất. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bài thuốc đào thải độc gan rất đơn giản bằng những cây thảo dược xung quanh chúng ta. Thành phần của nó rất nhiều, nhưng đặc trưng là chủ yếu một số vị như sau. Một là cây cà gai leo. Cây cà gai leo có các tác dụng tiêu viêm, giải độc, bảo vệ tế bào gan. Mà già cà gai leo là được các nhà khoa học đã chứng minh là có cái tác dụng rất tốt trong quá trình đào thải các chất độc từ gan, bảo vệ tế bào gan và kháng ung. Hai là cây xả đen. Cây xả đen có cái tác dụng là đào thải độc, kháng viêm và kháng ung. Mà cây xả đen này đi cùng với cây cà gai leo, giúp cây cà gai leo phát huy mạnh cái tính năng giảm giải độc của nó và bảo vệ tốt an toàn tế bào gan. Ba là cây ưng bất bại có một cái tác dụng rất tốt trong quá trình đào thải độc tố gan. Như vậy là gì? Trong quá trình kết hợp ba cái vị này vào thành một thang thuốc và một số cái vị thuốc nữa thì sẽ giúp cho cái tạng gan tươi nhuận khỏe và đặc biệt là tiêu viêm, giải độc, kháng ung. Về cách sử dụng, đổ 1.000ml nước các bạn cho vào ấm siêu điện đun trong khoảng 30 phút xong các bạn để nguội uống thay nước trà hàng ngày. Qua quá trình cắt thuốc cho bệnh nhân nhiễm độc và viêm gan thì công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Ý Đường đã nghiên cứu bào chế bài thuốc giải độc gan này để chuyển sang cái dạng trà túi lọc, giúp cho mọi người thuận tiện trong quá trình là sử dụng. Các bạn có thể sử dụng từ 2 cho đến 3 túi này trong một ngày. Xin lưu ý là quá trình sử dụng các bài thuốc đào thải độc gan này thì các bạn không nên sử dụng thịt chó, các vị cay nóng như ớt, hạt tiêu. Đặc biệt là đối với những người mà phụ nữ đang mang thai thì không được sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, nói tới cấp cứu trong y học, chúng ta nghĩ ngay tới những ca bệnh khẩn cấp cần sự cấp cứu tức thì của các bác sĩ. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, có một thuật ngữ khác cũng để chỉ hoạt động cấp cứu trong bệnh viện nhưng ở tầm vĩ mô hơn và khẩn cấp hơn, đó là báo động đỏ nội viện. Đây chính là mô hình cấp cứu mới có thể huy động sự tham gia nhanh nhất của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện
và ngân hàng máu sống cho những ca bệnh phức tạp. Nhờ có cấp cứu báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi mà nhiều ca bệnh nặng đã có thêm cơ hội được cứu sống. Đây là gia đình bé Đỗ Mỹ Linh ở thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Đã gần một tháng kể từ khi bé được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi cứu sống bằng quy trình cấp cứu báo động đỏ nội viện. Gia đình bé vẫn ngỡ như vừa có một phép màu nhiệm đối với Mỹ Linh. 4 giờ sáng, ngày 4 tháng 1, bé Mỹ Linh khi ấy chưa được một tháng tuổi nhập viện vì viêm phổi, tím tái, không tỉnh táo, tim ngừng đập. Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi đã ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Gia đình được các bác sĩ thông báo Mỹ Linh đang trong tình trạng nguy kịch. Đứng ngoài nhìn con, hai vợ chồng anh Luân chỉ biết khóc. Hơn một tiếng, bé Mỹ Linh được các bác sĩ cấp cứu là khoảng thời gian dài vô tận với vợ chồng anh Luân. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng là cái phép màu nó xảy ra đâu. Nhưng trường hợp này là tận mắt mình đã nhìn thấy rồi, mà lại là trường hợp của con mình. Thì em nghĩ đây là một cái phép màu mà để được các bác sĩ cấp cứu là kịp thời để cho cháu được sống. Sướng lắm anh ạ, mừng lắm. Hôm nay là được bé cháu nằm trong sự nhờ các bác sĩ. Cảm ơn tấm lòng của các bác sĩ ở dưới Sản Nhi Hưng Yên. Còn đây là gia đình bé Phạm Tuấn Kiệt ở xã Vân Du, huyện Ân Thi. Khi chị Nguyễn Thị Thu mang thai Kiệt tuần thứ 36, buổi chiều đi khám mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến tối, chị Thu lại có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình đưa chị Thu vào Bệnh viện Sản Nhi, khi ấy thai nhi đã sa chân ra ngoài. Các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu báo động đỏ nội viện. Bé Kiệt sinh thiếu tháng, lại ra ngược nên bị ngạt phải nằm lồng kính. Tại đây, bé tiếp tục được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cả ngày cả đêm rất nhiệt tình. Con em chưa được ti được ấy thì các bác sĩ sữa hết các thứ đầy đủ hết. Như ngày trước là chết đi chú ạ. Ngày trước tôi xem những người mà đẻ như thế là đều chết cả mẹ cả con. Thế tôi thấy mẹ chồng nó mới nói về cái chuyện là bác sĩ xô vào để cứu cháu. Thế là được cả chắt, được cả cháu dâu. Thế là tôi bảo gửi lời hỏi thăm các bác sĩ. Mô hình cấp cứu báo động đỏ nội viện đã được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh từ tháng 10 năm 2018. Hơn 4 tháng triển khai, đã có hơn 10 ca bệnh nặng được cứu sống tại Bệnh viện Sản Nhi. Bệnh viện đã tập hợp danh sách các bác sĩ và chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, trách nhiệm, tham gia vào cấp cứu báo động đỏ nội viện, đồng thời thành lập đội hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân khi cần. Ngay khi nhận thấy người bệnh có các dấu hiệu nặng, đe dọa tính mạng, sốc phản vệ, sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, băng huyết, vỡ tử cung, v.v., trưởng ca trực cấp cứu sẽ kích hoạt chế độ cấp cứu báo động đỏ bằng điện thoại tới các bộ phận liên quan, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia của bệnh viện. 3 đến 5 phút là đã huy động được tất cả các đồng chí chuyên khoa đến để huy động được cái trí tuệ của các bác sĩ chuyên ngành đến để cấp cứu cho bệnh nhân trước kịp thời. Sau khi chúng tôi đã có hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành rồi thì chúng tôi sẽ tập trung trí tuệ và đã đưa được ra các cái chuẩn đoán cũng như là cái phác đồ cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Mô hình cấp cứu báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi đã tăng cơ hội sống cho nhiều thai phụ và bệnh nhi nặng. Đây là một bước phát triển trong cấp cứu bệnh nhân. Nó xuất phát từ tấm lòng lương y như tử mẫu, sự tận tụy và trách nhiệm với công việc của các y bác sĩ. Mô hình này rất cần được nhân rộng và tiếp tục phát triển quy trình cấp cứu liên viện trong ngành y tế tỉnh để nhiều ca bệnh nặng được cấp cứu kịp thời. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.